Mở cửa ra thôi. Thời tiết hôm nay thật là trong lành. Hello, xin chào quý bạn nha. Mình chính là Kami Alay đây. Mình là một em bé tinh linh Alay bé mẫu cho khu rừng này nè. Hôm nay trời đẹp quá, bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đó để chơi cho cái khu rừng này thôi mấy bạn ơi. Từ từ đáp xuống. Mình có thể bay lên trên cao hoặc là cao luôn nè. Mấy bạn có thấy xung quanh Kami là nhiều một gừng hoa luôn. Đây là những loại hoa mà Kami thích nhất luôn, tại vì nó có màu xanh giống Kami nè. Ê mà bây giờ mình có ý tưởng như thế này, mình sẽ đi hái những bông hoa này mà cắm kế bên ngôi nhà thân yêu của mình nha. Đây. Ừ, đằng kia cũng quá chạy hoa luôn. Đây, qua đây hái, thôi. Ô, chết người, Kami quá chạy hoa luôn nè. Bây giờ Kami sẽ đi về cắm hoa lên trên ngôi nhà của mình. Ôi, nhưng mà như là mình nghe tiếng mình rột đó, bụng rồi đó. Vậy giờ mình cắm hoa xong là mình sẽ đi hái táo, hái đồ, cái trái cây ăn thôi mấy bạn ơi. Đi hái táo thôi, đói bụng quá rồi. Đập mấy cái lá này. Ú, hình như là cây này không có táo rồi, mình qua cây khác coi sao. Để cây này coi, cây này cũng không có táo luôn. Thôi cho mình đi sâu vô gần thử coi sao, trong đó chắc có táo mà. Đi. Đập mấy cái lá cây này. Ui không, không có mấy cái trái táo gì mình. Ôi, ở đằng kia có một dĩa trái cây. Trời, trong gần ai lại để dĩa trái cây nữa ngoài này. Ừ, nhưng mà dĩa trái cây này giống như bị hư hay rồi sao, mình ăn được không ta? Thôi kệ đi, bây giờ mình đói lắm mà. Tao vừa bắt được con gì đây? Một con ăn bánh sao? Cái này là bọn cướp dân làng mấy bạn ơi. Chết rồi, bây giờ thì ra là cái dễ trái cây này là phải. Cái này rất là dễ luôn đó. Này tao sẽ bắt về căn cứ của ông ta. Tôi ra sầu mình rồi mấy bạn ơi, mình bị cái lũ cướp làng này nó bắt mình rồi. Được rồi, con bay đem nó về đi, nhanh lên. Chiến đại vô mệt rồi. Tôi có làm gì đâu. Châu châu, nhanh lên. Chiến đại vô mệt rồi. Mình bị nhốt vô đây rồi, mình có làm gì đâu, mình còn chưa ăn trái cây nữa mà mấy người họ nhốt mình vô đây rồi mình. Có ai đây là dễ hơn đó, bán chắc được nhiều tiền lắm đây. Bọn cướp này đã bắt mình luôn mấy bạn à. Ở đây canh gác đi, tao sẽ đi tìm. Tại sao mình không thể thoát ra khỏi đây được, mình còn bị canh gác nữa, thật là vô vọng mà. Có ai không cứu tôi với? Ở đây có một cây nhà của bọn cướp làng sao? Được rồi, vô đây đánh chắc được nhiều đồ lắm đây. Ê, vào trong ơi, tiến lên. Mình đối bụng mình khát nước quá mấy bạn. Có kẻ xâm nhập cái bọn bay. Có kẻ xâm nhập. Tiến lên. Ôi trời, bà chết rồi, lại là một giờ chết kẻ xâm nhập kẻ xâm nhập. Chết rồi, bây giờ lại gặp đi một kẻ cướp dân làng kẻ xâm nhập. Làm sao đi mấy bạn ơi, xung quanh đây toàn là những người độc ác không à. Chắc mình phải kiếm chỗ chốt, mình nhảy vô cái lu này mình chốt đi, mình nhảy vô cái chung này mình chốt. Ây da, mày nè, chết đi, ây da, bọn cướp làng này đông quá. Ây, chết đi, bọn con đó, mày, xong rồi, tiến lên. Ừ, mình núp vô cái chung này, mày đi dạy đi. Mày, cái tiếng của bọn cướp làng này, ghê ghê quá. Bọn cướp làng này đông quá. Ôi, có chuyện gì mà mấy bạn nhìn ra cái cửa kia. Mình thấy hình như là có ai đánh nhau với lũ cướp làng này vậy chứ không phải. Mày đông á, nhưng mà tao không sợ đâu, tao cầm ra. Trời đi, mảnh thương sự, một mình có thể con hết cái lũ cướp làng ở đây luôn mấy bạn ơi. Đỉnh thật sự, nhưng mà người này là ai vậy, có tốt không vậy? Thôi giờ mình chỉ biết tin đất ở đây rồi, mình không biết làm nhớ. Rồi cái người đó coi là ở trong đây có cái gì không ta? Không để người nó bắt mình hay được mới được. Một cái tù á, sao một cái tù gì kỳ vậy? Để mở ra coi trong có gì không. Ôi, có một bé Alay ở trong đây nè. Alay này bị bắt à? Cái kẻ cướp làng này đã thấy mình rồi, đừng có đi lại gần đây, tôi sẽ quýnh người đó. Gì vậy? Tôi không phải cướp làng. Nè, cho củ cà gót nè, đói không? Cho củ cà gót. Tôi đang đói lắm, Quay năm củ cà gót, ăn như một nhặt đồ ăn ngon của mấy bạn ơi, mình đâu. Sao Alay này lạ quá vậy ta? Nhớ Alay trong Minecraft là màu xanh không mà? Làm gì có tóc màu hồng nữa vậy? Mà lạ, tôi là em bé Alay Kami đó. Alay này biết nói chuyện luôn à? Hello, tao là Super Ngáo. Tao đang đi xin tồn. Super Ngáo là cướp làng, nhìn lạ quá vậy. Trời, tôi không phải cướp làng, tôi là người chơi xin tồn. Người chơi xin tồn sao? Wow, đúng rồi, anh bị nhốt trong đây á, để tôi cứu bạn nha, đeo tôi, nhanh lên. Quay, mày cứu tôi luôn sao? Không ngờ là mình được thoát
nơi này rộng lớn lắm đó, tụi nó khó lắm áp, mấy chả áp tôi vô được đây đó, bạn biết không? Yên tâm, để tôi xử hết bọn nó rồi. Quay một chút đây đi chứ. Ôi, giải toàn con mấy con chút lại nè, để tôi đánh nó ra. Yên tâm, đánh sao tôi đi. Đi không thấy được, ôi, trời tụi nó còn đau quá. Đâm vô đây, đâm vô đây, để tôi đánh nó ra cho. Ở đây có một cái gương. Chắc đi mày. Ở đây có quá giải mà rồi, ngâm nó bỏ luôn. Ôi, hình như chơi cho may ra. Mày còn cút bà sẽ rất là thích ngọc lục bảo đó bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ngọc lục bảo đi ăn nhau ơi. Ôi, bảo nè, mày. Mày khỏi đây đi. Chạy chạy khỏi đây đi. Rồi rồi rồi, đánh rồi, đánh rồi. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Ở đây có nhiều lúc lạng đó. Đi 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 đi. Ra ngoài, ra ngoài. Ok, ở đây đi, bọn nó đông quá. Ê, nhưng mà bạn nhớ ơi, tôi đem theo quá trời ngọc emerald cho bạn nè. Ở đâu vậy? Tôi lấy ở trong. Tôi kiếm được ai vậy? Tôi lấy ở trong rương á, nãy lúc mà bạn đánh nhau với lũ cướp làng á. Mấy cái này đi đổi với dân làng được nhiều đồ lắm nè. Được rồi, cảm ơn bé Alay nhiều nha. Không có gì đâu. Chị kiếm cái làng nào đó mới được. Giúp tôi mà, cho tôi đi theo bạn luôn được không? Tại tôi thấy bạn an toàn mà có thể che chở cho tôi á. Được không, được không? Ủa, mà nhà của bạn đâu, bạn không về đi. Đi theo tôi mất công là nguy hiểm lắm á. Bây giờ lũ cướp làng nó bắt tôi tới đây rồi, tôi cũng không biết đi đâu về đâu luôn á. Không mấy tôi đi theo bạn, bạn bảo vệ được tôi nè. Được không, được không? Tôi là em bé Alay. Dạ, chắc ông dạy. Chắc mà giúp đi được hả? Được, đúng 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 đúng. Ừ, cũng được. Dạ thôi, đi theo tôi đi. Đi, let's go. Yeah, mình đã có người bạn đồng hành với mình đó mấy bạn ơi, vui quá à. Ở đây quá dạ, nó bụng quá, mày xử mấy con bò con cù này để lấy đồ ăn ơi. Bạn nghe nó bụng sao? Mày mình có một suy nghĩ này, bạn mày... ơi, bạn ơi. Bạn ơi, chế tạo cho tôi ở đây một cái kiếm này đi. Để có gì tôi đi farm đồ phụ cho. Đi farm thịt bò giùm thịt cù. Dạ, được không vậy? Được mà, được mà. Ở đây biết đánh luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi thông minh lắm đó nghe này nè, cho bạn thịt nè, cho bạn thịt nè. Ôi vậy cảm ơn nha, vậy giúp đi nè. Đo cái kiếm hả? Có kiếm mà, có kiếm mày được rồi. Chuyện này cứ để tôi giúp bạn cho. Quay lại chém con cù này, chém con cù này. Đồ ăn, đồ ăn. Đây, 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 đây. Chặt con cù này, chém con cù này. Quá trời đồ ăn luôn, quá trời đồ ăn luôn. Nãy giờ mình kiếm được 11 miếng thịt cù rồi nè mấy. Được rồi, đủ rồi đó, Alay ơi. Alay cái mày ơi, nhiều đồ ăn quá rồi. Bây giờ chúng ta đi mai đi, đi lên đồ kim cương nha. Đồ kim cương luôn sao? Đồ kim cương để làm chi vậy? Đồ kim cương để mạnh hơn đó, xong rồi để đi đánh rồng đó. Mày ơi, chúng ta đi xuống hàng thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi mai kim cương thôi. A few moments later. Wow. Ý, nó quá trời sắc luôn. Đào, 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 đào. Sản luôn. Ê, 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 bạn nhau ơi. Bạn cho tôi cây cúp luôn đi, tôi đào kim cương phụ bạn cho. Trời, được luôn à. Trời ơi, trước giờ lần đầu tiên thấy một bé Alay là có thể đi đào kim cương rồi giết gà cù bò giùm tôi nữa. Trước giờ nhớ Alay trong vai gáp mà chỉ đi lụm đồ về cho chủ thôi. Tôi thông minh mà, tôi biết làm mọi thứ, tôi hiểu tiếng người nói luôn mẹ. Alay gì mà vừa dễ ơn vừa không bên đỉnh này á. Ok, giúp tôi nha. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm kim cương đây, bạn đợi tôi một xíu. Mình sẽ bay đi xung quanh đây để mình do thám tình hình cho nó lẹ mấy bạn ơi. Bạn ngáo đi bộ hơi chậm, mình sẽ bay đi tìm cho lẹ luôn nè. Wow, kênh mới vừa tìm được một cái hang động này, quá trời kim cương rồi mấy bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vô đào kim cương phụ bạn ngáo hồi này. Đây, lên đây đứng rồi đào nè. Đào kim cương rồi. Được 1 viên, 2 viên, 3 viên, quá đã luôn. Nãy giờ mình đào cũng được 17 viên kim cương rồi mấy bạn ơi, quá trời luôn. Nhiều quá trời luôn, cộng với số kim cương của tôi nữa là đủ để làm một bộ giáp kim cương luôn. Wow, vậy là hợp lý luôn rồi. Vậy anh làm bộ giáp kim cương ấy. Đây, để tôi chế tạo một bộ giáp kim cương. Yeah. Wow, còn mình có tình tự bạn ơi, mình giúp anh Ngáo tìm được bộ giáp kim cương. Ủa mà anh Ngáo ơi, mình xin tàu mình kiếm được giáp kim cương rồi mình làm gì nữa? Thì bây giờ đi làm cổng đi ngục nè, thưởng cho củ cà gót nè. Wow. Dạ chúng ta làm cổng đi ngục ơi. Vậy là chúng ta xuống địa ngục thiệt hả? Ở dưới đó nghe nói là đáng sợ lắm, có những con quái vật. Nghe nói có chị gách nghe nhìn đáng sợ lắm. Bạn thả lửa rồi này kia ghê lắm luôn ha. Không sao đâu, có hai một mình đi. Bọn tôi sẽ phá đảo mai gác này. Đi đến vòng cái đời đó. Được rồi, chúng ta vào trong ơi. Wow, mình qua được thế giới địa ngục rồi nè. Trời, thế giới địa ngục gì đáng sợ vậy? Nhìn mấy cái đất nó nổi tiếng luôn. Ta đã đến với địa ngục. Vậy bây giờ ơi, nhanh lên. Ok, đi anh nhé ơi. Đi đâu mà xa dữ vậy à? Mệt lắm đủ
Mẹ ơi cứ đi theo tôi đi, tôi đang tìm một cây lâu đài kết thúc. Lâu đài địa ngục. Ngáo đây mà lâu quá. Ui, hình như là ở trước kia. Chúng ta tìm được rồi. Ở đây trước kia. Wow, rồi nhìn cái pháo đài lâu đài địa ngục này nhìn. Ấy dạ, mặt lâu quá, mặt lâu quá. Nghe nói mấy anh, nghe nói cái này là mấy anh bà la gieo, gọi là que quỷ lửa đó mấy bạn, mấy anh quỷ trời lửa. Ơi, này là mấy con quỷ lửa giết nó mới ra bà la, cái cây quỷ lửa, cái que quỷ lửa mà bà la nó là que quỷ lửa vậy. Trời ơi, trời ơi. Ôi ôi ôi, nhưng mà nghe rồi, tấn công nó đi. Phun lửa được luôn, được rồi, để mình phụ bạn nhau. Đây dạ, để phụ nhau. Dạ. Đây nè. Được rồi, vô đánh đi, ở đây có lồng spa của nó nè. Mày. Mày. Chết đi. Chết này con. Trời ơi, bé lại đánh được quỷ lửa luôn ghê vậy. Ây da, nó ra nữa kìa. Quỷ lửa, quỷ lửa spa quá trời luôn. Đúng rồi, rồi để đây đánh đi, nó ra nhiều nhiều rồi, mình sẽ đi tiếp. Trời ơi, lợi dụng thiệt chứ, mình đứng ở đây mình đợi luôn mấy bạn ơi. Dạ, nó đánh kìa. Cái gì hết quỷ lửa đây. Mày ra. Được rồi, đủ rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi. Bây giờ mình sẽ trở về thế giới thường mấy bạn ơi. Cánh cổng. Đúng rồi, chúng ta về dễ thường thôi, đủ đồ để xài rồi. Đủ đồ để xài, đừng gai đi về thôi. Rồi mình làm gì nữa đây. Đủ đồ rồi, bây giờ thì chế tạo cái này. Con mắt của em đâu. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ để đánh gặp. Rồng ơi, ơi mà nghe nói rồng mới là cái con sinh vật to và mạnh nhất trong Minecraft luôn đó. Có sự là đánh được không vậy? Được, yên tâm đi. Tôi chơi Minecraft sinh tồn bừa gồ lắm á. Tôi sẽ đánh rồng để phá đảo Minecraft á. Nè. Ôi, rồi. Bên ngáo này xịn sò. Cho đồ nè, cho đồ nè. Rồng được luôn á. Cho đồ một xíu nữa, ai đây phụ tôi nha. Wow, đừng mấy cái này để tôi cho. Dạ, thì chọn mắt lên tìm cái chỗ rồi. Con mắt bay về hướng này rồi, nó hướng này nè. Được rồi, đi. Được rồi, vậy mình đi hướng này thôi. Trời ơi, xa quá đi, mình qua tới cái nơi vậy mà nắm luôn rồi nè. Cố lên, trời ơi. Chỗ này là hòn đảo nấm luôn nè, công nhận rồi. Chỗ này hiếm dữ lắm á, hên ghê mới tìm được chỗ này đó. Cái cánh mình sắp rơi ra ngoài, sắp gớt ra ngoài luôn rồi. Mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Được rồi, cố lên, ôi. Con mắt nó chui xuống lòng đất rồi, vậy là ngay chỗ này đó, ngay chỗ này đó. Được rồi. Đào xuống. Bây giờ đào xuống rồi. Ui. Mình phải chuẩn bị tinh thần, mình xuống chứ mình đánh rồng. Trúng thật sự mấy bạn ơi, sợ quá. Hả? Đào cái ấy luôn nè, nó sâu lắm. Đi xuống từ từ cẩn thận nha, bay xuống từ từ. Ui, ở đây là cái đường đi xuống nè. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Được rồi, xuống rồi. Nghe chưa, dưới đây là nguy hiểm lắm đó. Biết rồi, đi tìm cái chỗ cánh cổng đi ngục đi. Trời ơi, hình như ở chỗ này nè. Đúng rồi, chỗ này nó khó tìm quá trời luôn. Kiếm lại cho mới hay á. Ui, đào cái này để thôi mấy con gặn nó ra đó. Rồi, bây giờ bạn đặt mắt lên đi. Sẵn sàng chưa Alay ơi? Hay gung quá mấy bạn ơi, lần đầu tiên mình sẽ thấy được lòng Ender. Mình không biết sẽ cảm giác như thế nào nữa. Bây giờ mình đi xuống nha. Chỗ tao Alay ơi. Được rồi, đi thôi. Let's go. Wow, đây là Ender. Tới rồi, tới rồi. Con rồng ở trên kia đó, cẩn thận nha. Bạn qua cẩn thận thôi nha, coi chừng té đó. Biết rồi. Ui trời, rồng Ender đấy kìa mấy bạn ơi. Trời thôi, cái này chắc 20-30 lần mình luôn á. To kinh khủng, mình đứng từ xa mà mình thấy to đúng rồi. Ây bây giờ là phải bắn hết mấy cái quả tim rồng bay bay ở trên kia mới đánh được rồng được. Được, để tôi bắn khủng nha. Ý chà, ai quên, tụi mình có thể bay lên cao mấy bạn. Mình bay lên cao đó mình dễ bắn hơn. Ý bắn nè, bắn đi ba Alay ơi. Ba Alay đâu rồi, ba Alay bay kìa. Giỏi quá ba Alay ơi, đúng rồi, bắn hết mấy cái đó đi. Em sẽ bay lên cao xong rồi em bắn mấy cái cục này. Trời ơi, ba Alay này giỏi quá. Ý chà, ôi mình phải né rồng ra mấy bạn ơi. Mình còn gần đây, bay gần mình rồi, mình phải né nè. Ai ơi, trời, hết rồi. Hay quá Alay ơi. Dạ bắn con rồng đi. Bắn con rồng. Mày sao mày coi con rồng nha. Bữa nay chẳng ai lại tiêu diệt mày luôn. Em bay rồi. Ôi, cẩn thận nha anh Ngáo ơi. Cẩn thận nha anh Ngáo ơi. Ôi, mày cao quá, nó đang sợ đó. Mày xuống đây là mày xong nè. Anh ơi, kêu kiếm anh đi. Được rồi, kêu dùng kiếm lên đây. Mày để dùng kiếm quỳnh này. Cha.